Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình cập nhật cho bạn một cái tin rất là mới về bên phía sàn Onnet. Thì chính thức sang ngày hôm nay, sàn Onnet này họ đã mở một cái chức năng là cho cộng đồng đào khai thác đồng là ONX ở trên cái bot Telegram thông qua tính năng là Tattoo Earn. Thì đã nhận được một cái sự mà hưởng ứng của cộng đồng rất là mạnh, chỉ với chưa đến là khoảng 6 tiếng đồng hồ nhưng mà đã đạt lên con số là 122.372 người đã đăng ký khai thác đồng OEX của dự án. Và như vậy trên dự án này có một cái pool thưởng là 10.000 USDT tiền mặt trong cái việc là giới thiệu bạn bè thông qua cái việc đào cái đồng OEX của dự án, thì cũng được cái sự mà lan tỏa khá là mạnh. Ở đây thì top 1 họ đã mời là 7.816, là top 2 thì mời 5.735 và top 3 thì mời là 4.591, là cho thấy là cộng đồng hưởng ứng để mà khai thác cái dự án đào đồng OEX này thì khá là mạnh. Và đây cũng là một cái nền tảng đào quay rất là tiềm năng, và cái nội trình đào thì đã có là đến tháng 9 thì sẽ niêm yết cái đồng OEX này ở trên ngay cái sàn giao dịch là Onnet Pro. Và đây là cái tiện ích về sở hữu cái đồng Onnet nhắc. Thứ nhất ý, nó là một cái đồng quay sau này vào tháng 9 của 2024, có nghĩa là gần 3 tháng nữa thì mình sẽ là bán cái đồng quay này ở ngay trên sàn Onnet. Và thứ hai nữa thì ngoài cái việc mình bán cái đồng là OX này ra thì các bạn có thể dùng đồng OX để làm một số cái tính năng hữu ích, như là mình sẽ là tăng VIP ở trên là Onnet, hay là mình sẽ dùng để mà trả cái phí giao dịch như là phí future hay là phí giao dịch là spot. Thì đây là cái roadmap nội trình dự án. Thì cái giai đoạn 1 là tháng 6, mùng 6 tháng 9 ấy, là kiếm cái mã thông báo là OX miễn phí. Và giai đoạn 2 là tháng 9 là nhận cái đồng là OX. Và giai đoạn 3 thì là năn pool ở trên cái Onnet. Và đến tháng 9 ấy, thì là cái giai đoạn 4 với một cái cột mốc rất là quan trọng là niêm yết cái đồng OX này ở trên là Onnet Pro. Và đến giai đoạn 5 là vào tháng 9 ấy, dùng cái đồng OX này để mà có thể thực hiện cái việc là mình nâng cái VIP ở trên Onnet, hay là mình dùng để mà trả phí giao dịch cho nền tảng của là Onnet. Thì cho thấy đây là một cái nền tảng đào quay rất là tiềm năng nhé. Và cái lộ trình thì các bạn đã biết là đến tháng 9 thì sẽ ngừng đào đồng OX này và sẽ niêm yết ở trên Onnet, và lúc đấy thì mình có thể là bán cái đồng OX này ở trên nền tảng là Onnet Pro. Như vậy dự án này nếu bạn nào chưa biết ấy, thì mình sẽ hướng dẫn về cái cách mình đăng ký. Các bạn sẽ lấy cái đường link mình để bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Sau khi mà lấy link xong thì đưa bạn sang cái nền tảng mạng xã hội là Telegram như thế này. Các bạn sẽ gõ vào cái chữ là Start ở đây. Và sau khi bạn gõ chữ Start nó hiện một cái bảng thông báo như này, thì các bạn bấm vào chỗ là mở app ở đây. Và đây thì có cái nhiệm vụ để cho bạn là kiếm cái đồng OX này như sau. Thứ nhất ở cái mục Tap thì mình sẽ dùng ngón tay mình tap lên màn hình này và mình sẽ nhận cái đồng quay. Và khi bạn tap lên đâu các bạn có thể là nhận đến đấy. Và ở đây có đồng hồ đếm ngược, khi mà nó cho mình cái năng lượng để mình tap thì có con số hiện ở đây. Khi mà các bạn tap hết đây mình cần chờ cái đồng hồ này nó đếm ngược, nó quay lại cái vòng để cho bạn tap tiếp. Và cái tính năng để cho mình là kiếm đồng OX này, thứ hai là các bạn vào phần là nhiệm vụ đây. Thì đây là những nhiệm vụ để cho bạn là kiếm cái mã thông báo là OX thông qua việc. Thứ nhất thì các bạn có thể mời bạn bè để mình nhận thưởng cái mã thông báo là OX này. Và thứ hai nữa thì các bạn đăng ký cái app Onnet là mình sẽ thực hiện mình liên kết giữa là cái nền tảng mình đào đồng OX này với ứng dụng là Onnet. Và như vậy nếu như bạn nào mình chưa có cái sàn Onnet này thì mình sẽ để cái đường link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký ở ngay bên dưới phần mô tả. Và sau khi đăng ký xong thì các bạn vào cái hình đầu người này, các bạn nhớ là cần phải là KYC. Thì cái bước đầu tiên các bạn sẽ cần để vào phần hồ sơ mình thiết lập một số thông tin cá nhân, và mình sẽ kéo bên dưới để các bạn thực hiện vấn đề là KYC. Bước nữa thì các bạn vào đây để mình sẽ liên kết tài khoản ngân hàng, và sau khi bạn thực hiện ba cái bước hoàn tất quá trình là KYC thì bạn quay lại cái app. Các bạn sẽ bấm vào chỗ là thực hiện mình liên kết từ cái app mình đang đào đồng OX này với cái sàn Onnet để mình sẽ nhận thưởng cái mã thông báo. Rồi như vậy đây thì những nhiệm vụ nào bạn làm đâu thì mình sẽ nhận đến đấy nhé. Chẳng hạn đây là cái nhiệm vụ mình download tải cái ứng dụng Onnet, mình bấm đây mình nhận. Hay là giới thiệu bạn bè thì các bạn giới thiệu một người bạn, các bạn nhận là 10.000 token nhé, 10.000 cái điểm point đấy. Cái điểm point này sau này sẽ là quy đổi sang cái token của dự án. Và các bạn follow những cái trang mạng xã hội dự án Onnet ở đây để bạn nhận thưởng thêm cái điểm point của dự án.
Ở mục farm này thì cứ sau là 4 tiếng các bạn vào đây các bạn bấm một chữ là nhận thưởng cái đồng là OX này để mà mình kích hoạt lại cái máy nó đào đây, cứ chu kỳ đào là 4 tiếng kết thúc một cái phiên đào đây. Ở cái mục đội này nếu bạn giới thiệu bạn bè thì sẽ hiện cho bạn biết được là cái lượt giới thiệu của bạn ở đây và mình bấm đây thì mình nhận thưởng cái mã thông báo là ONX. Và ở cái bảng xếp hạng này thì các bạn sẽ nhìn thấy là top những người chơi hàng đầu và đang có nhiều cái lượng giới thiệu nhất cũng như là kiếm được nhiều cái đồng quay nhất. Như là top 1 này thì họ nhận thưởng được là 1.600 đô với cái mốc hiện nay mà họ đang đứng ở vị trí top 1. Top 2 thì nhận thưởng là 800 đô và top 3 thì nhận là 400 đô. Là như vậy cái vị trí bảng xếp hạng giới thiệu này mình nghĩ là rất là khó vì những cái thành viên đây thì họ đã giới thiệu con số rất là nhiều lên đến là trên 7.000 nhé, gần 8.000 với là top 1 thì mình nghĩ là để mà đua tốt để mà hưởng cái 10.000 đô ăn chia này thì mình nghĩ là rất là khó. Thì như vậy các bạn chỉ là vào đây các bạn farm để mình nhận cái đồng token và các bạn làm nhiệm vụ để mình nhận ở đây và hàng ngày thì mình vào đây mình tap ở đây. Các bạn tap đây mình nhận cái mã thông báo là OEX. Thì đây là một cái dự án gần như là thành công là 100% và phía Honor thì họ đã có lộ trình rõ là tháng 9 thì sẽ niêm yết đồng OX này ở trên Honor Pro và cũng trong giai đoạn là tháng 9 thì sẽ có cái chức năng là mình có thể dùng cái đồng OX này là mình nâng cái hạng VIP ở trên Honor hay là các bạn dùng để mà trả phí gas giao dịch như là giao dịch support hay là giao dịch future của là Honor. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.